Chào cả nhà nha. Hôm nay em ăn bánh xèo miền Trung, em mời cả nhà nha. Xèo nó giòn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em nhé. Mọi người xem video của em thì ủng hộ em bằng đăng ký kênh và chia sẻ yêu thích nha mọi người. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Hẹn là gặp lại mọi người video tiếp theo. Bye bye.